Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được, thì tựa game đấu tướng chiến thuật Trảnh Tay Mộng Huyễn Võ Lâm, tái hiện lại thương hiệu Mộng Giang Hồ 10 năm tuổi, đã được đưa về Việt Nam thành công và sẽ được phát hành trong thời gian tới. Mộng Huyễn Võ Lâm là tựa game thuộc thể loại đấu tướng chiến thuật màn hình dọc, được xem là một sản phẩm tái hiện lại cũng như kế thừa những tinh hoa của thương hiệu kiếm hiệp Mộng Giang Hồ gần 10 năm tuổi. Tham gia vào trò chơi này, các game thủ sẽ có cơ hội gặp lại những gương mặt quen thuộc từ các tác phẩm kiếm hiệp nổi tiếng của các tác giả như là Kim Dung, Cổ Long, tác phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh. Tại đây bạn sẽ được thu thập các nhân vật và lựa chọn xây dựng cho mình một đội hình chiến thuật gồm 5 người để sử dụng từ vượt qua các màn ải chiến đấu chính cho đến tham gia vào các hoạt động VE và VB để kiếm về tài nguyên phần thưởng. Về mặt hình ảnh thì vẫn tương tự như sản phẩm Mộng Giang Hồ gốc, thì trò chơi vẫn giữ cho mình phong cách đồ họa hoạt hình chibi với tạo hình các nhân vật ngộ nghĩnh, giúp mọi người chơi đều có thể dễ dàng tiếp cận. Nhìn chung, nếu là một người yêu thích các tác phẩm cũng như các nhà văn thuộc thể loại kiếm hiệp Trung Quốc và lối chơi đấu tướng chiến thuật thì Mộng Huyễn Võ Lâm sẽ là một tựa game rất đáng để bạn mong chờ. Mộng Huyễn Võ Lâm có gì hấp dẫn người chơi? Kế thừa gần 10 năm tinh hoa của sản phẩm kiếm hiệp Mộng Giang Hồ đi trước, được phát triển dưới nền tảng H5 siêu nhẹ, để nền tảng và giúp tạo sự dễ tiếp cận. Lối chơi đấu tướng chiến thuật đơn giản, giúp game thủ có thể cày cuốc dễ dàng. Hệ thống nhân vật đa dạng được chia ra làm 5 hệ ngũ hành khắc chế lẫn nhau. Đầy đủ các loại hoạt động từ PvE cho đến VB để bạn sử dụng đội hình tham gia vào. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Qua tới thế cao, cho nhiều quá đi, vây câu chơi.